Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình làm một cái clip nó khác với mọi hôm một chút, đó là mình làm về các cái nền tảng AI mà mình đang tốn chi phí hàng tháng cho nó để phục vụ cho công việc và nhu cầu cá nhân của mình. Thì ở trên kênh của mình chia sẻ các cái nền tảng AI mạnh mẽ mà miễn phí cho mọi người trải nghiệm và sử dụng khá là nhiều rồi. Thì hôm nay là gần như là lần đầu tiên mình chia sẻ những cái nền tảng AI mà hiện nay mình đang sử dụng hàng ngày hàng giờ cho công việc. Hy vọng là những cái chia sẻ của mình ở đây thì thứ nhất là sẽ giúp cho các bạn mới sử dụng AI, các bạn có thể quyết định được là chúng ta nên bỏ chi phí những nền tảng nào. Và cái vấn đề thứ hai là nếu như các bạn có những cái ý kiến hoặc là có những cái quan điểm nó hấp dẫn hơn, nó tốt hơn nữa thì các bạn có thể là comment xuống dưới video cho mình để có thể là mình và những bạn khác có thể tham khảo và tham chiếu sử dụng theo. Đó là những cái mà mình mong muốn ở trong clip. Thì trước khi đi vào trong clip thì các bạn hãy bấm subscribe và comment và thả tim cho những cái nội dung của bên mình nhé, để mình có thể có những động lực để làm những cái nội dung chia sẻ kế tiếp tốt hơn đến với các bạn. Bây giờ đi vào trong nội dung cụ thể của clip thì mình chia sẻ đây dưới góc nhìn của một người làm nghề. Mình là một kiến trúc sư thì công việc hàng ngày hàng giờ của mình vẫn chủ yếu là thiết kế nên những công trình và nội thất và ngoại thất liên quan đến các cái sản phẩm về nhà ở, về nhà hàng và các cái thể loại khác. Thế như vậy thì AI hỗ trợ cho mình sử dụng AI trên quan điểm là hỗ trợ cho việc là phát triển các cái phương án phác thảo kiến trúc do mình đưa ra để làm việc với khách hàng và để đưa đến cho khách hàng những cái sản phẩm thiết kế nó chất lượng. Thì trên cái quan điểm như thế thì những cái nền tảng AI mình có nhiều, rất là nhiều cái trải nghiệm khác nhau rồi. Tuy nhiên thì sau một thời gian dài trải nghiệm các cái nền tảng có phí và miễn phí thì đến thời điểm hiện tại thì mình đang rút ngắn lại, rút gọn lại ở trong 5 cái nền tảng mình sẽ chia sẻ với các bạn sắp tới đây. Và tất nhiên là trên cái cơ sở là tối ưu chi phí, chứ không phải là chúng ta cứ dùng những cái gói mà nó maximum, một những nền tảng nó quá đắt cho với công việc. Và chúng ta đi vào trong cụ thể là 5 nền tảng mình chia sẻ đó là những cái gì nhé. Thì cái nền tảng đầu tiên mà mình sử dụng đó là cái nền tảng Gemini Advanced. Đây, cái nền tảng này thì với cái bối cảnh là các cái nền tảng AI hiện nay đang phát triển rất là nhanh và các cái nền tảng AI tạo ảnh tự do nó đang tiệm cận gần lại với nhau về cái chất lượng hình ảnh và cái yêu cầu, cho nên là sau một thời gian dài mình sử dụng rất là nhiều nền tảng đắt có, rẻ có. Thì cuối cùng thì mình tạm thời là mình lui về mình sử dụng cái nền tảng Gemini Advanced. Thì cái nền tảng này thì mình cũng đang sử dụng ở cái dạng là gói chia sẻ, tức là một gói family và chia sẻ cho nhiều người sử dụng. Và ngoài cái câu chuyện mình có thể là tạo những cái hình ảnh bằng những cái prompt hết sức là cụ thể như thế này đó, hoặc là như cái ví dụ như này, chúng ta có thể phát triển phương án dựa theo cái tiến trình và chất lượng hình ảnh thì nó rất là tốt so với lại các cái nền tảng AI chung. Thì mình còn có thể là có thêm một cái câu chuyện nữa là mình có thêm cái dung lượng lưu trữ Google Drive khá là lớn, đồng thời mình còn có thể sử dụng Gemini Advanced để dùng cho những tác vụ mà nghiên cứu chuyên sâu hơn về các chủ đề thông qua cái chế độ là Deep Search của Gemini Advanced. Cộng theo mình có thể là training những cái gem của Gemini Advanced để phục vụ cho những việc là truy vấn những cái văn bản hoặc là training cho AI có thể là giúp mình những cái tác vụ và cụ thể. Thì đó là cái Gemini Advanced này và mình đang sử dụng cái gói là gói Family Share. Thì các cái thông tin về các gói này thì các bạn có thể dễ dàng tìm thấy trên các cộng đồng như Facebook khác nhau, và chi phí của nó thì tính ra thì nó rất là rẻ. Mình đang sử dụng đâu đó khoảng tầm là 3 đến 400 ngàn cho 1 năm 12 tháng, và cái trải nghiệm của mình đến thời điểm này nó rất là hiệu quả cho cái công việc. Đó là cái nền tảng đầu tiên ha. Cái nền tảng thứ hai mình sử dụng đó là cái nền tảng Sucker.ai này. Và cái nền tảng Sucker này thì mình cũng có review rất là nhiều lần ở trên kênh của mình cho các bạn, và có nhiều tác vụ, và hầu như hiện nay thì trong các cái nền tảng, những cái công việc cụ thể trực tiếp của mình thì mình đa phần thì mình sử dụng ở Sucker hết. Và thường thì đối với nhu cầu cơ bản như là các bạn tạo những hình ngoại thất, nội thất theo cái hình phác thảo, rồi các bạn chất lượng hình ảnh nó cao hay nó thấp thì Sucker hiện nay đều cung cấp cho các bạn các cái tính năng đều rất là tốt. Và cái cơ bản ở đây á, là cái nhu cầu của mình nó cũng chỉ đến cái mức độ là những cái hình ảnh kiểu như thế này thôi, chứ mình cũng không cần quá ư là nặng nề siêu thực hay là không siêu thực này kia, miễn là nó đúng ý đồ của mình và nó có khả năng là nó thay đổi tùy theo tùy biến của mình, thậm chí là làm những cái diễn họa theo cái kiểu là tranh màu nước khi mà mình muốn giải trí một chút xíu, hoặc là phát triển phương án lần lượt hoặc là như thế này, hoặc là nâng cấp chất lượng phương án lên. Và các bạn thấy là chất lượng hình ảnh tạo ra ví dụ như người mẫu, như cây cối, như hình ảnh ở đây thì rất là tốt, và nó bám theo cái phác thảo. Tất nhiên thì các bạn cũng phải có kiến thức về câu chuyện phát triển phác thảo như thế nào. Thì cái nền tảng Sucker như thế này thì mình đang sử dụng cái gói là hàng tháng, và hàng tháng thì hiện nay đối với lại Sucker thì cho phép chúng ta là có cái khuyến mãi, là hiện nay mình đang thấy là những cái tháng gần đây thì mình đang ở cái bill đó là chỉ có khoảng 6 đô một tháng, thì đó là cái nền tảng Sucker, và một tháng như vậy thì mình sẽ có 15.000 token. Và cái quan trọng hơn nữa đó là đối với tài khoản free thì Sucker hiện nay là bắt các bạn lại một lần tạo hình thì các bạn phải tạo ra khoảng 4 hình, thì như vậy thì nó cũng không kinh tế lắm. Trong khi đó thì đối với tài khoản các bạn có trả phí thì một lần các bạn bấm thì các bạn chỉ cần tạo một hình hay hai hình thì tùy các bạn, như vậy thì mức độ tiêu hao của bạn nó ít hơn. Và 15.000 thì với công việc và sử dụng rất là nhiều như của mình thì nó cũng
tương đối là thoải mái rồi. Còn nếu như các bạn muốn dùng thêm thì các bạn có thể là nạp thêm vào, và nó có thể làm khá là nhiều thứ, từ việc là tạo hình tương tự hình cho đến là hình bám sát theo phác thảo, hay là dàn trang layout này kia, và thậm chí là những cái phong cách diễn họa nó dễ thương một chút xíu để minh họa cho thay đổi không khí. Thì đó là cái câu chuyện của Sucker, và đó là cái nền tảng mà mình đang sử dụng ha, chi phí nó cũng hợp lý. Rồi cái nền tảng thứ ba mình sử dụng đó là cái nền tảng Clean AI này. Thì Clean AI này thì để mình có thể là tạo ra những cái đoạn clip minh họa, và đồng thời nếu như các bạn công phu hơn, các bạn có những cái kịch bản từng không gian một, các bạn có thể là dùng các cái phần mềm chỉnh sửa video, các bạn cắt ghép chuyển cảnh lại nó mượt mà hơn, thì các bạn có thể là có những cái clip minh họa cho dự án công trình của bạn rất là nhanh. Và đồng thời mình sử dụng Clean AI để cho cái công việc, ví dụ như các bạn những cái tác vụ bình thường, ví dụ như các bạn cũng có thể là Text to Video, hay là Image to Video, hoặc là Element to Video. Ví dụ như cái kiểu như thế này, chúng ta có thể là dùng các cái đối tượng, ví dụ như đây là một cái template có sẵn của Clean AI thì bạn có thể là ứng dụng và sử dụng. Ngoài ra thì nó có nhiều cái ứng dụng khác nữa ở trên cái trang chủ của Clean AI này, và cách thức sử dụng thì nó đơn giản, hiệu quả thì nó cao, chất lượng video nó cũng khá là cao, và cái câu chuyện đó là cái chi phí của nó cũng không quá đắt đỏ. Thì đối với lại Clean AI như thế này thì mình cũng chỉ tốn đâu đó khoảng tầm mấy đô một tháng thôi để sử dụng. Và nếu như các bạn có nhu cầu sử dụng nhiều hơn hết cái số lượng thì các bạn cũng có thể lựa chọn cái câu chuyện là các bạn sử dụng cho các bạn mua thêm credit, nếu như hết tháng rồi mà hết credit thì vẫn mua chủ động được thêm. Thì đó là cái câu chuyện của Clean AI này. Đó. Cái nền tảng thứ ba mình cũng sử dụng và mình mua luôn gói hàng năm, và tất nhiên là các bạn, đó là cái nền tảng Cuhome. Và nếu như các bạn muốn có những cái gói các chi phí ưu đãi hơn thì mình có để link cái phần link discount của mã của mình cho Cuhome cấp cho mình ở bên dưới. Các bạn có thể dùng cái link đó để có thể có giá ưu đãi tốt nhất thì các bạn đăng ký, dù là gói tháng gói năm của Cuhome chăng nữa. Thì trong cái nền tảng này nó có cái gì? Ở trong cái nền tảng này thì khi nào các bạn bí ý tưởng ha, thì các bạn chỉ cần là vào trong cái mô hình này, các bạn chỉ cần dựng ra một cái phòng và các bạn định danh cho nó một cái tên phòng như thế này. Sau khi thao tác dựng hình thì mình cũng có review nhiều ở trên kênh của mình rồi. Thì sau khi các bạn có một cái phòng như thế này rồi thì các bạn sẽ vào cho cái mục là thiết kế bằng AI. Thì trong thiết kế bằng AI thì nó lại có ba thứ. Đó là cái thứ nhất là mẫu AI phong cách thiết kế, tức là làm nguyên cả phòng. Cái thứ hai là nếu như các bạn chỉ muốn thiết kế trần nhà thôi thì các bạn thì dùng mẫu AI trần nhà để nó vẽ nguyên cái trần 3D cho các bạn. Hoặc là các bạn có thể trải nghiệm những cái công cụ mà giống như kiểu ở bên Sucker chúng ta làm, đó là từ cái phác thảo cái phòng trống như thế này, có thể dùng AI để gợi ý những cái hình ảnh sản phẩm để cho từ đó chúng ta phát triển tiếp. Nhưng ở đây thì mình hay dùng cái câu chuyện đó là ok, chúng ta đang bí ý tưởng cho phòng ngủ, hoặc là chúng ta muốn thay đổi phòng ngủ này sang một cái phong cách khác, ví dụ phòng ngủ này mình đã làm rồi, bây giờ các bạn muốn thay đổi hoàn toàn rất là nhanh thôi. Các bạn chỉ cần là chọn mẫu AI phong cách thiết kế, rồi các bạn chọn sang cái phòng các bạn muốn làm phương án. Sau đó thì các bạn có thể là cho cái giới hạn diện tích không gian của nó khoảng mấy mét vuông tùy theo cái phòng của bạn, và sau đó thì các bạn có thể là xem thử trong xu hướng thì ai và mọi người đang dùng những cái kiểu nào nhiều nhất, rồi chúng ta thích cái kiểu nào thì chúng ta chỉ việc là bấm chọn cái này và chúng ta sẽ áp dụng tất cả. Thì đối với lại áp dụng tất cả thì tất cả tường trần sàn đồ trang trí này kia đều vào hết. Còn nếu như chắc đối với lại những cái vật thể mà trang phục mềm mại, tạm gọi là dịch như thế này đi, thì những cái vấn đề như là đồ đặt rời sẽ đưa vào, còn nếu như gọi về phần cứng thì những cái gì trang trí trên vách với trên trần sẽ đưa vào, còn cái đồ đặt rời thì sẽ không đưa vào. Ở đây mình sẽ áp dụng tất cả ha. Thì các bạn có thể thấy là chỉ trong vòng khoảng 30 giây đến 45 giây thì toàn bộ những cái model chúng ta cần tìm nó sẽ ở trong cái mẫu, nó sẽ đưa hết vào trong một cái phòng như thế này và bố trí theo đúng mẫu của chúng ta. Thì các bạn có thể thấy ở đây, đây là cái phòng là đã được bố trí đầy đủ những cái đồ đạc theo mẫu, đồng thời có cả cái trần đó. Chúng ta sẽ có hết tất cả mọi thứ rất là nhanh và giúp cho các bạn lên phương án rất là nhanh. Các bạn có thể render luôn hoặc bạn có thể là chỉnh sửa theo ý của các bạn nữa. Thì đó là cái câu chuyện của nền tảng Cuhome. Các bạn có thể thấy là có khá nhiều thứ là thú vị, và hiện nay AI đang len lỏi vào trong khắp các cái nền tảng, hầu như cái nền tảng nào kể cả đến cái điện thoại chúng ta cũng đều có sự hỗ trợ của AI hết, cho nên là chúng ta tận dụng và chúng ta suy xét làm sao chúng ta có những cái gói nó hiệu quả tốt nhất. Hiện nay thì mình đang dùng cái gói Basic Pro và trả phí hàng năm, thì cái gói mình gia hạn cách đây khoảng hồi trước Tết đấy, thì lúc ấy là mình mua cả năm thì nó chỉ còn đâu đó loanh quanh khoảng 1 triệu cho 1 năm sử dụng, và khi hết thì lại được gia hạn tiếp nếu như các bạn sử dụng tiếp. Còn nếu như các bạn muốn trải nghiệm thì các bạn có thể là mua thử gói tháng để các bạn trải nghiệm cái sự hỗ trợ của nó ha. Rồi tiếp tục và đến cái nền tảng thứ năm và cũng là nền tảng cuối cùng của cái clip lần này, đó là mình muốn giới thiệu với các bạn, đó là nền tảng Canva. Đây là một nền tảng rất là quen thuộc với các bạn rồi. Tuy nhiên đối với cái nền tảng Canva free thì chúng ta ít cái tính năng hỗ trợ chúng ta lắm, nhưng mà đối với nền tảng Canva có trả phí thì các bạn có thể là có ở trong cái phần thiết kế thì các bạn có cái phần AI tạo hình ảnh và đồ họa hoặc hình ảnh bằng AI, hoặc thậm chí là hiện nay đang thử nghiệm cái tính năng là video. Ví dụ như ở đây mình đưa vào trong này, mình muốn là mình đang soạn cái công việc của mình thì mình cũng hay edit clip theo kiểu đơn giản của kênh mình ở trên Canva, đồng thời là chúng ta cũng mình cũng hay soạn những cái tài liệu hướng dẫn hay là cái tài liệu về chia sẻ về kiến thức với mọi người ở trên Canva như kiểu này. Và bây giờ mình đang cần thêm những cái element, tức là các yếu tố
số như là hình đồ họa, minh họa hay là video này kia, thì mình có thể là sử dụng ngay cả AI này mình tạo. Bây giờ mình mong muốn là người phụ nữ mặc váy đỏ đi giữa công trình cao tầng ha, người phụ nữ mặc váy đỏ dạo này nó hơi hot ở trong cộng đồng của chúng ta sử dụng AI. Thì đang đi giữa công trình xây dựng thì AI đã trong vòng 1 đến 2 phút đã tạo ra một cái đoạn clip như thế này, chúng ta có thể sử dụng cho cái công việc của chúng ta. Hay là ví dụ như các bạn muốn tạo cái phần hình ảnh đúng không? Thì chúng ta có thể ví dụ như là qua phần hình ảnh này chúng ta có thể là tạo theo cái kiểu là sơ đồ nhánh mô tả quan hệ từ AI ra 5 nhánh, Gemini, Kling AI, Stacker, Google Canva. Thì chúng ta có thể chờ hệ thống một chút, ví dụ đây mình bấm lại cho mọi người ha. Đây. Rồi, chúng ta có thể thay đổi được cái khổ hình nữa, ví dụ chúng ta muốn là khổ khổ dọc hay là khổ ngang. Rồi chúng ta có thể là định vị cái kiểu của nó nữa, ví dụ các bạn muốn là cái kiểu nó như thế nào thì các bạn có thể đưa vào đây và chúng ta có thể tạo ảnh. Thì các bạn có thể thấy là trong vòng khoảng 30 giây của hoặc hơn một chút xíu thì hệ thống nó tạo ra chúng ta những cái ảnh theo cái kiểu như thế này. Nếu như các bạn chưa vừa ý thì các bạn có thể bấm vào cái nút đó là tạo lại lần nữa ở bên dưới, hoặc là các bạn chỉnh sửa một chút xíu thì chúng ta sẽ có được những cái hình ảnh minh họa nó tốt hơn. Ví dụ như trong toàn bộ cái slide này trước đây mình đã up lên trên kể cả clip thì mình đều tạo bằng cái AI của Canva hết, đã rất là tiện cho cái công việc của cá nhân mình. Đó là những cái chia sẻ của mình đến với các bạn về cái việc là hiện nay mình đang tiêu tốn, cá nhân mình đang tiêu tốn tiền hàng tháng cho các cái nền tảng AI nào và chi phí khoảng như sao. Có một cái điểm nữa ban nãy mình quên chưa nói, đó là đối với Canva thì mình cũng dùng cái gói ở trên các cái cộng đồng mạng hay chia sẻ là gói dùng chung đó các bạn, chứ cũng không phải là mình mua cái gói riêng đâu, cho nên là chi phí của nó chỉ đâu đó khoảng tầm loanh quanh 150 đến 200 một năm tùy theo đơn vị cung cấp. Thì đó là cái chi phí mình bỏ ra cho các cái nền tảng và những chi phí đó thì có ở trong cái clip này. Hy vọng những cái chia sẻ của mình ở đây sẽ giúp cho các bạn là biết được công việc của chúng ta thì hàng ngày hàng giờ thì cần tối thiểu là khoảng bao nhiêu tiền cho các chi phí nếu như các bạn muốn sử dụng nhiều cho công việc của bạn ha. Và nếu như các bạn có những cái quan điểm góp ý khác thì các bạn có thể là comment xuống dưới video để cho mình và các bạn khác có thể là học hỏi và tham khảo theo. Ôi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nhớ like, comment và chia sẻ clip của mình đến với cộng đồng nhé.